ngân hàng ở Cyprus tiếp tục đóng cửa, tin từ Nicosia. Tổng thống Nikos Anastasiades đã hứa hẹn sẽ bắt đầu một ngày mới sau khi kết thúc được hiệp ước vay tiền cứu nguy của Liên Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế ở Bruxelles. Nhưng ngày hôm nay, tình trạng ở Cyprus vẫn không có sự thay đổi nào. Các ngân hàng tiếp tục đóng cửa, giới hạn rút tiền từ các máy ATM vẫn còn. Ngân hàng Trung ương Cyprus tuyên bố các ngân hàng trong nước có thể mở cửa từ ngày hôm nay, ngoại trừ hai ngân hàng chính là ngân hàng Cyprus và ngân hàng Laiki. Nhưng đêm qua, ngân hàng Trung ương tuyên bố tiếp tục đóng cửa các ngân hàng cho đến ngày thứ Năm và Tổng thống giới hạn chỉ rút được 100 euro từ các máy ATM. Dân chúng đã phản ánh sự thất vọng. Ông Takis Yaloukis nói ngân hàng không thể tiếp tục đóng cửa, buôn bán đang chết, dân chúng tức giận. Ông Pondelis Nagos nói hoạt động kinh tế đã ngừng hẳn vì người dân không có tiền. Tờ báo Cyprus Mail đòi trừng trị những người đã tạo nên tình trạng khủng hoảng. Những tờ báo khác bàn về việc đóng cửa ngân hàng Laiki.